chuyển bằng xe ô tô, xe khách lớn ấy, thì bắt buộc mình phải đi bằng thôi bằng chiếc taxi, đi taxi. Thì kinh tế mà đâu cũng là kinh tế mà, thì sống tốt thì ông trời thương, với lại anh ở hiền lành thì là bà thương. Chứ bây giờ nhiều khi cộng đồng không hiểu thì em không biết giải thích sao cho hết. Em không chơi Facebook. Rồi hiện tại là chị nói là mình đang nuôi mèo đó hả? Dạ. Nuôi mèo. Lúc mà con mèo nuôi... mèo cảnh hả? Mèo cảnh. Con mèo đó bao nhiêu tiền? Nuôi hai con khỉ nữa. Hai con khỉ nữa. Là thanh ấy, tuổi thanh là thanh mạng của mình ấy. Một con khỉ địch, một con khỉ cái. Nó biết nói, khỉ địch nó biết nói. Dạ, biết nói được vài từ nhưng mà nuôi nó đi đến khách sạn mình thả nó ra cho nó thoải mái tí thì nó phá quá. Mình cứ đền tiền cho người ta rồi mình khó khăn quá thôi mình cho người ta rồi. Dạ, mua hai con đó là 60 mấy á rồi cho người ta. Bây giờ hiện tại mình còn đang nuôi 3 con mèo. Mà chị cho em hỏi là con mèo đó mà mình nuôi là con mèo đó mình mua con nhiêu mèo nước ngoài luôn hả? Dạ. Con nhiêu? Mình nuôi con mèo anh lông dài, mình nuôi 3.2 một con á hả? Dạ. Là mèo còn nhỏ luôn hay là mèo? Dạ, mình nuôi từ thuở con nhỏ. Với lại con mèo con quá lông, con đó mình mua, chị đó chỉ mua 10 mấy triệu nhưng mà chị bán lại 5.2 triệu á, 5.2 triệu. Thì theo hồi nãy chị mới nói đó là con mèo đó là cái loài vật đó là hồi nãy chị nói theo cái tâm linh đó là chị nói sao rồi kể lại nghe cái chị. Các cái mệnh của con người mình á là sinh ra trên các mệnh của các con vật, nằm trong và trên các mệnh của các con vật là 12 con giáp ấy. Là bắt buộc con người mình là phải trải lòng chăm nuôi bọn nó để giữ cái mệnh của con người mình ấy, có nghĩa là cái sinh khí, cái chân linh bên trong ấy, cái sinh khí với lại cái sự tỉnh trí ấy, là như vậy. Cái này mới nghe luôn á, tại vì nào giờ chưa nghe cái nhưng mà con này. Người mình thì là chưa có tinh thông được cái vấn đề đó, chỉ là ở mức độ là công ăn việc làm kinh tế rồi chưa có hiểu ra được cái tâm linh nhiều. Cho nên là tự nhiên hôm trước mà lúc mà Thủy chưa có nuôi các con vật đó thì tự nhiên được bà đưa vào cõi tâm linh bà dạy như vậy. Thủy thật sự rất là biết ơn ông bà ơn trên rồi dạy bảo cho Thủy biết rất là nhiều về cái quy trình mà cấu tranh mà ông bà đã sắp đặt từ ngày xưa đến bây giờ, con người mình không có thông hết ạ. Tức là mình đi xin tiền để mình lấy cái đồng tiền đó để mình mua mèo. Dạ, mình nuôi mèo rồi mình cát mà để bọn nó đi phân ở trong khách sạn, người ta sạch sẽ lắm. Có nơi có khi mà đến mà người ta họ phát hiện ra mình, lúc mình vô mình xin nhưng mà khi người ta họ thay đổi ý định thì bắt chuyện tới chuyện lui, hành lý rồi lại mèo nữa. Khó khăn lắm ạ. Nhưng mà bây giờ cái nghiệp của mình được ông bà chuyển đi trên con đường chánh đạo ấy, rồi tự nhiên mình phải cố gắng. Bây giờ bà Hành mệt đầu lắm, em không có thể nào mà đi làm các công việc khác như những con người khác được ạ. Nếu bởi vì bây giờ giống như là như Thủy bây giờ cái tuổi nhất còn trẻ nè, dáng dốc cũng ngoại hình cũng rất là khá xinh xắn, thì nếu mà kiếm công việc gì rất là dễ, có thể lương cao, nhưng mà là không làm được ha. Dạ, nhưng mà không làm được ạ. Mọi người thì nhìn thì như vậy nhưng mà không biết được cái chân linh bên trong của em là được ông bà nắm giữ rồi xoay chuyển rồi hành canh rất là mệt. Nhưng mà hồi nãy nghe chị Thủy nói là khách sạn chỗ hiện tại là mình đang đâu, ở nhà mình trọ đang ở khách sạn cấp mát ạ. Khách sạn khách mát sạn với lại nhà trọ thì cái giá nó tương đương giống nhau ạ. Nhưng mà có nhà trọ nó hơi rẻ hơn chứ, nhà trọ nó rẻ hơn vài mươi nghìn mà là ở cái chỗ những cái xa thành phố ạ. Còn mình là cần phải ở trung tâm thành phố để mình đi chùa rồi là mình còn công việc nữa ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em là ngày trước giấy chứng minh nhân dân của em là em sinh ngày 28 tháng 11 năm 1988 ạ. Nhưng mà tự dưng thời gian sau này là tự dưng lại thay đổi thành ngày 10 tháng 4 năm 1987 ạ. Cái đó mình có đi làm lại không? Không ạ, tự dưng giấy chứng minh nhân dân tự dưng thay đổi như vậy ạ. Thì là em cũng bà xui khiến sao tự dưng cái tâm thức mình vẫn bình thường ạ. Thì nhiều khi mấy người ta họ, do là em có đi làm lại nhưng mà tự dưng là em nghĩ là nhiều khi là cái người ta họ đánh cái hồ sơ nó bị, nhưng mà cái sổ hộ khẩu cũng như vậy. Sổ hộ khẩu ngày trước em có đi làm 2 lần mà tự dưng 2 lần thì hai ngày 28 tháng 11 năm 1988 mà tự dưng không biết sao là tự dưng cái sổ hộ khẩu nhà em cũng bị thay đổi luôn, thay đổi thành những ngày sinh lạ luôn.
Nhưng mà cái đó tâm linh mà, tâm linh thì bà thay đổi cho em thì bà chuyển thì chỉ có mình em biết thôi ạ. Thì bây giờ mỗi ngày mà em đi cầu an lên ông bà ơn trên thì em vẫn đi xin bà hai cái ngày như vậy, là em có một cái tủ bánh rồng và một cái tủ bánh mèo. Để có cái dịp nào mình quay chứng minh hộ khẩu đó cho khán giả được biết luôn. Em sinh hai đứa bé của em cũng trùng ngày trùng tháng luôn ạ. Cũng bé lớn của em là tên là Nguyễn Quỳnh Anh, sinh ngày 18 tháng 7 năm 2006 ạ. Rồi là bé nhỏ của em là Nguyễn Quỳnh Nhi, sinh ngày 18 tháng 7 năm 2009 ạ. Ở trong hộ khẩu vẫn có luôn ha. Dạ. Như là mình nói sao chị, là tức là hai đứa con gái hả? Hai đứa con gái trùng ngày trùng tháng luôn ạ. Trùng ngày trùng tháng. Chỉ khác năm thôi hả? Năm 2006 là bé lớn, mà bé nhỏ là năm 2009 ạ. Là cùng ngày cùng tháng nhưng mà khác năm thôi. Dạ. Cũng ngộ ha. Mà cái đó là có giấy tờ rõ ràng luôn không? Dạ có giấy khai sinh rõ ràng. Hiện tại mình còn đang giữ không? Mình có giữ khai sinh, giấy khai sinh của hai bé. Cùng tháng với mẹ luôn hả? Hai bé đó là không cùng khác cùng tháng hai, tức là hai chị em đó, hai chị em chỉ là khác năm thôi. Khác năm. Khác năm thôi, là tự nhiên năm cũng đẹp. Có cùng giờ luôn không? Giờ thì là nếu mà cùng giờ luôn là cái đó là chuyện lạ luôn đó. Cùng giờ thì nó nghĩ suy nghĩ lại như là cũng nhớ không, mình còn nhớ không? Không cùng giờ đâu, nhưng mà là cùng ngày cùng tháng ạ. Ngày cùng tháng, nhưng mà trong kinh là 18 là thập bát ạ. Phải không ta? 18 tháng mấy? 18 tháng 7 ạ. 18 tháng 7. Ngày 18 tháng 7. Rồi đứa sau cũng ngày 18 dạ, tháng 7 luôn. 18 tháng 7 luôn. Nhưng mà chỉ là số 6 với số 9 của năm loại lại thôi. 2006 rồi là 2009 ạ. Dạ. Giống như một số mà nó lộn lại. Dạ. Cái này cũng lạ ha. Dạ. Mà hiện tại là mình còn giữ đó ha. Dạ. Còn giữ giấy khai sinh đó ha. Trong kinh địa mẫu em được bà dạy bảo là điển âm dương kết tự anh Nhi. Thì hai đứa con em tên anh Nhi luôn. Bé lớn tên anh, bé nhỏ tên Nhi luôn. Dạ. Lạ ha, cái này ngộ ha. Tự nhiên cứ mình thầm là được bà dẫn dắt đi trên con đường chánh đạo ấy. Rồi bà dạy bảo về cái các điển của chính con người mình ấy. Tự nhiên em vui lắm ạ. Cái này cho hỏi chút xíu ha. Cái dưới bàn tay này là mình xăm nè, là lâu chưa? Cái này là xăm, cái ý nghĩa nó là gì chị? Ngày trước là ở cái phần này này là nó có em xăm một cái lá may mắn thôi ạ. Là lá có tên mắn. Có tên là Nana. Nana hả? Nana bên này này. Nhưng mà khi năm 2018 là em đi ra ngoài Hải Phòng, em đi lễ ngoài đó là được bà dạy em xăm cái hoa hồng này này. Hoa hồng này này để che cái đi cái chữ dạ, cái tên dạ của em. Em ra ngoài Nana đó. Em tên Na. Em đi làm ở trong Sài Gòn ấy thì em lấy tên Na. Nhưng mà bà cho che lại tên giả, sử dụng tên thật ạ. Thì vừa rồi bà cho xăm cái tên đây, tên thật của em. Trời, dữ quá ha. Em tên Minh Thủy ha. Đỗ Thị Minh Thủy ạ. Đỗ Thị, trời ơi. Ủa cái này, cái này là dấu này mới xăm nè. Dấu này mà em xăm Minh Thủy, nhưng mà bà nói là phải xăm rõ ràng tên luôn ạ. Vậy đó hả? Trên cái thanh mạn của con người mình thì là cái phần nào cũng là cái phần quan trọng trong cái thanh mạn ạ. Nhưng mà hai cái cánh tay mình là tượng trưng cho cái mình công việc, mình ăn uống này kia, hai cánh tay cũng quan trọng nhiều lắm ạ. Cho nên bà cho em chọn cái phần hai cánh tay này để mà xăm em xăm tên em ạ. Cái chữ Đỗ Thủy, Đỗ Thị hả? Đỗ Thị hay Đỗ Thị này nè. Đỗ Thị. Đỗ Thị Minh Thủy. Là thấy cái đó là hình như là còn mới lắm, mới xăm tức thì luôn phải không? Thì trước chị xăm tên Minh Thủy thôi ạ. Nhưng mà vừa rồi đây là ở dưới vừa rồi ở dưới đồi cũng Đồng Tháp, phải ở dưới vừa rồi anh điện thoại cho em ấy. Anh hỏi sao? Núi Cấm. Ở Đồng Tháp mình luôn đây này, nhưng mà vừa rồi cái thành phố gì ạ? Cao Lãnh. Thì ở dưới Cao Lãnh thì bà mới dạy cho em, bà đưa em về cõi tâm linh, bà dạy cho em là phải xăm đầy đủ tên luôn nè. Vậy là bà chuyển cho em là phải xăm như vậy đó hả? Dạ. Mình tại vì mình gọi tắt là gọi chung là bà, chứ thật sự là người nào? Là ông bà ở trên, là ông bà ở trên. Ở trên. Nhưng mà mình có ông biết được là vị nào ông không? Ông là tượng trưng cho người nam mà bà là tượng trưng cho người nữ ạ. Thế nên là con người mình là ngày xưa là ông bà dạy bảo mình là khi mà đi xin thưa cầu gì là phải cầu cho đủ hết hai vợ chồng ông bà luôn ạ.
Thí dụ như mình xăm cái đó là mà cái tay kia mình có xăm không hay là chỉ có bao nhiêu đó thôi? Bà cho em xăm cái đây, em cho thấy đây cũng được. Đây. Rồi, có chữ dạng, dạng xăm chữ dạng luôn hả? Dạ. Rồi xăm chữ dạng luôn nè. Cái đây thì bà dạy em không sợ, em không dám đâu, nhưng mà con người mình cái tâm thích thì nằm ở chính chỗ này. Cái tâm hồn con người thì để bộc phát ra những cái điều gì của cuộc sống thì nằm hết trong cái lòng, gọi là cảm xúc của mình ấy. Thì cái hình tượng này tượng trưng cho cái vạn sự như ý, với lại là Phật nữa không? Gọi là cái đường ngay lối thẳng của người, con người mình cân nhắc các cái những gì mà bảo ông bà dạy bảo thì cần phải đường ngay lối thẳng này. Cái hình và chữ dạng đó lâu chưa gì thấy? Cũng mới nè, mới. Cao lãnh à. Mới lắm, chữ còn mới lắm. Nhưng mà chị có biết cái chữ dạng đó nó có ý nghĩa gì không? Nó nếu mà theo tâm linh cái chữ dạng nó trong, rất là linh thiêng luôn đó nha. Phật thì chữ vạn thì là thì cũng chỉ là tượng trưng là vạn sự may mắn và vạn sự như ý á. Nhưng mà em sợ là em không dám đâu, tại vì gì là các bà chỉ dẫn không? Bà chỉ dẫn, em sợ em dám nha, bà nói là đó chỉ là các cái pho tượng thôi. Pho tượng nó là không có thật, ông bà ở trên mới là thật. Ông bà ở trên thì ông bà không cho biết là ông bà có cái nắm giữ chữ này không, em ông bà chưa dạy. Nhưng mà là các cái pho tượng này là tượng trưng cho dạy bảo con người là sống cần phải có cái sự đường ngay lối thẳng trong cuộc sống mà. Nó xuất phát ra từ ở cái tâm hồn của mình, cái chân linh bên trong mà. Thì là bà mới chuyển em đi xăm như thế này. Nhưng mà xăm có đau không? Dạ rất là đau ạ. Nhưng mà ông bà cho em tinh thần. Em không dám, nếu như mà em không đi trên cái con đường đạo là em không bao giờ dám xăm, sợ lắm ạ.